kể cả là cái phần dạ đốc này quý vị nhá, kể cả là phần dạ đốc này là cũng vân đỉnh cao luôn. Dạ hồi đẹp như cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 19 tháng 12 năm 2020. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì nhà em có hoàn thiện xong một sản phẩm là một chiếc sập trơn tam diện gỗ hương của gia đình anh Hưng Phương ở tại Thụy Liễu, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy thì quý vị thấy được, đây là một chiếc sập gỗ hương trọn vân rất là đẹp. Thì trước khi bàn giao cho khách hàng, em sẽ quay lại cái video clip làm kỷ niệm với khách hàng cũng như là giới thiệu cho mọi người. Đây quý vị có thể thấy được chiếc sập này, cái phần vân gỗ này quá là đẹp luôn. Vân gỗ xoắn xít và đều, tự nhiên, quá là đẳng cấp. Chiếc dạ sập này có kích thước là dày 10 cm, cổ liền quý vị nhá. Chiếc sập này là cổ liền, chân là chân 24. Em quay gần hơn cho quý vị xem, giới thiệu về cái đường vân của nó này. Vân quá là đẹp luôn. Rồi. Quý vị xem vân gỗ này. Chiếc sập cổ liền có chặt trong hạt. Đó. Đã hoàn thiện sơn BU bóng và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Đây, phần ván mặt đây. Ván mặt là ván mặt hai lá, hai lá, ván mặt hai lá đối nhau. Quý vị nhìn này, cái mặt này, cái mặt đối nhau. Kể cả là cái phần dạ đốc này quý vị nhá, kể cả là phần dạ đốc này là cũng vân đỉnh cao luôn. Dạ hồi đẹp như dạ tiền. Thì cái sập trơn này thì quý vị chủ yếu là chúng ta để chơi vân là chính. Còn về đục chạm thì nó không có gì nhiều cả. Đục chạm thì chúng ta chỉ có chạm một chút ở đây thôi này. Chạm một chút nho sóc ở đây quý vị này. Đó, hai bên này chạm nho sóc hai bên này. Còn cái mẫu sập này gọi là mẫu sập chân quỳ dạ cá. Mẫu chân này quỳ, dạ này hình bầu như là bộ con cá, gọi sập chân quỳ dạ cá. Con chanh là con chanh này là chúng tôi làm là con chanh hạt dày 8 phân, bản rộng 20. Đó thì quý vị nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 510 86 và website là đồ gỗ tùng8.com. Và hiện tại thì tôi sẽ kết thúc video đây và bốc xếp chiếc sập này để bàn giao cho gia đình khách hàng tại gia đình nhà anh Hưng Phương tại Thụy Liễu, Cẩm Khê vị nhá. Còn nán lại một vài phút, lia lại một vài đường máy cho quý vị xem. Vẫn quá là đẹp và đều. Ok mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh nhá để theo dõi nhá.